Dạ, xin kính chào quý cô chú anh chị. Thì em xin phép giới thiệu cho mình một cây Morik, một cây guitar acoustic. Thì một cây Morik này có model là MD201N, MD201N. Chút xíu em sẽ để cái tem ở lên trên màn hình cho quý vị cô chú anh chị xem nha. Rồi thì ngoại hình của con cây này thì mặt trước có chày, tuy nhiên thì mặt trước vẫn đảm bảo là không chày, không nứt vỡ mọi người ha, không nứt vỡ, có chày. Dạ. Thì em sẽ quay những cái chỗ chày để cho mọi người xem nha. Rồi, những chày đây trên đây một tí đây. Rồi. Ở đây phần này chày một tí đây. Đó. Rồi. Ok. Ngoài ra thì cái đèn nó không có bị chày nhiều nữa. Chúng là ngoại hình con này thì khá ha mọi người ha. Khá, rất là khá. Mọi người mua cái này về chơi cũng rất là tiện ha. Rồi, mọi thứ ok. Rồi. Mọi thứ ok. Không vấn đề gì ha. Rồi, chỉ kêu gót cần nè, vẫn còn đẹp, vẫn còn nét ha. Còn đẹp, vẫn còn nét. Ngựa em quên quay kỹ cho mọi người, ngựa là vẫn nguyên bản zin ha, khít khao ha. Phím gỗ, phím sắt cây này thì chưa có mòn. Dạ, phím gỗ, phím sắt cây này chưa có mòn. Thì mình tiếp theo mình coi bộ khóa ha. Bộ khóa thì vẫn còn ok, chưa có bị ố màu ha. Bộ khóa vẫn còn sáng, vẫn còn sáng. Logo trên đầu cần thì vẫn còn đẹp, vẫn còn nét. Tổng quan cây đàn vẫn còn khá ha mọi người ha. Vẫn còn khóa. Những cái vân này là những cái vân gỗ của nó ha mọi người ha. À, thì em cam đoan mọi người là cây đàn vẫn là nguyên bản, không gãy vỡ, không phục chế lại. Rồi, thì cây đàn này là cây Morik MD201 được sản xuất tại Hàn Quốc và nhập lại thị trường Nhật Bản ha mọi người ha. Nghĩa là họ gia công tại Hàn Quốc và họ bán tại cái thị trường Nhật Bản. Thì em xin phép bán cây Morik 201 này với giá rất chi là hợp lý là 2 triệu để cho mọi người mua về, mọi người chơi, hội tụ bạn bè lại ha, ngồi chơi, tập đàn cũng được. Vì mọi người mua một cây đàn hãng Morik, một thương hiệu rất là tiếng tăm rồi, mà giá thì trung bình những con đàn này thì nó cũng gọi là rất là chênh lệch so với đàn Việt Nam của mình. Tuy nhiên em xin gửi đến cho quý cô chú anh chị một sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Action con này rất thấp ha mọi người. Cần con này rất thẳng. Còn cần con này rất là thẳng. Action rất là thấp. Action rất là thấp luôn. Cần thẳng mọi người, cần thẳng đẹp. Em xin phép chỉ bán với giá 2 triệu thôi, và em sẽ tặng kèm cho mọi người một cái bao da, một cái dây đeo ha, một cái dây đeo đàn, hoặc là mọi người thích cabo thì em sẽ tặng cabo cho mọi người nha. Rồi, em xin mời mọi người nghe thử một đoạn test âm thanh của cây đàn Morik 201. Thank you.